Các em cứ vào đi, chính quyền địa phương mà không vào được. Bậy bạ là quen. Nó đâu? Không nhận đất không? Trong này em đang đọc hiểu. Tôi quay trong em nhận đất rồi. Thì đứng đứng thôi, con cảm cho anh. Tôi biết là anh làm cái làm này đi. Những gì mà nó... Cái làm... Thank you.